diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ thương tiếc chủ nhiệm Phương Tần qua đời vì ung thư. Sau 3 năm kiên cường chống chọi với bệnh tật, chủ nhiệm phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Phương Tần đã qua đời trước sự thương tiếc của gia đình và các nghệ sĩ đồng nghiệp. Chiều ngày 8 tháng 6, lễ nhập quan nghệ sĩ Phương Tần được tổ chức trong vòng hơn 20 phút. Trong thời gian ấy, tiếng cầu nguyện dường như càng làm không khí thêm trùng xuống. Sau khi liệm xong, người thân anh Tần đứng quanh quan tài, nâng anh bằng bốn góc của tấm vải và đặt vào quan tài. Sáng ngày 11 tháng 6, linh cữu của nghệ sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Để làm nên thành công của bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, không thể không kể đến sự hỗ trợ tận tụy của người nghệ sĩ 56 tuổi. Các diễn viên của phim đã đến viếng chủ nhiệm Phương Tần trong niềm đau xót. Thông tin nghệ sĩ Phương Tần qua đời khiến các nghệ sĩ đồng nghiệp không khỏi xót xa. Nghệ sĩ Ngọc Huyền bày tỏ niềm tiếc thương trên trang cá nhân. Anh Phương Tần ơi, anh ra đi thanh thản nhé. Anh đã làm tuyệt vời lắm rồi cho gia đình, cho đời và cho nghề. Trước đó, nghệ sĩ Phương Tần phát hiện mắc ung thư đại tràng trong một lần khám tổng quát. Sau khi hóa trị, anh đã mạnh khỏe trở lại làm việc bình thường. Đến đầu năm 2018, căn bệnh tái phát, bác sĩ cho biết phát hiện những hạch nhỏ li ti và đó là hạch di căn. Kết quả kiểm tra cho thấy ung thư đã di căn và tới gan và thận. Ngay khi biết tình hình của anh Phương Tần, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng các nghệ sĩ đồng nghiệp đã kêu gọi đoàn phim và mọi người cùng ủng hộ anh Phương Tần. Nghệ sĩ Phương Tần sinh năm 1964, ngay khi còn nhỏ, anh đã theo gánh cải lương phụ làm hậu đài, sau đó làm người nhắc tuồng, sáng tạo đạo cụ, chạy bối cảnh cho mỗi đêm diễn. Thời điểm cải lương đi xuống và không thu hút được khán giả, anh Phương Tần làm chủ nhiệm cho phim, tổ chức bối cảnh ăn ở đi lại cho đoàn phim, lo các hậu cần về giấy phép và nhiều việc khác. Mới đây anh làm chủ nhiệm cho bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, phim đề cập đến chủ đề tình cảm gia đình, mặt trái của hôn nhân thời điểm hiện đại và cuộc sống muôn màu của các cặp vợ chồng.